Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đường quyền đầu tiên của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là cú tự đánh vào mặt. Ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 5 năm ngồi trên chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã để lại rất nhiều tai tiếng. Thế lực chống ưng lưng trong Nhạ rất mạnh, đó là đệ nhất thế lực hiện nay Nguyễn Phú Trọng. Thế mà không thể giữ trong Nhạ ngồi lại thêm được một nhiệm kỳ nữa. Tại đại hội lần thứ 13 năm nay, ông Nhạ đã rất ủy viên Trung ương Đảng và xem như bị loại khỏi chức Bộ trưởng. Ông Nguyễn Phú Trọng đành đem ông Nhạ nhét vào phó ban tuyên giáo Trung ương ngồi lấy lệ. Từ chỗ làm giáo dục, ông Nhạ chuyển qua làm công tác nói dối mị dân. Đây là hình ảnh của ông Nhạ. Trước ông Nhạ thì công Phạm Vũ Luận cũng đẩy tai tiếng với chức vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Dân cũng lên tiếng nói ông này phải từ chức vì những yếu kém của bộ này. Rồi trước đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng chẳng làm nên trò trống gì. Điều đó cho thấy Bộ Giáo dục chứa những thối nát mang bản chất của chế độ. Vậy nên nó không thể sửa chữa được nữa. Ông nào lên rồi cũng loay hoay mà không làm gì được cả. Đó là điều mà ai cũng nhìn thấy. Phần thể chế thì đã nát, còn phần con người thì cũng cực kỳ yếu kém. Những con người như Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ đều là những nhân vật rất yếu kém. Cho nên ngành giáo dục vốn đã nát mà dưới bàn tay của những con người này thì lại càng nát hơn. Đây là hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn. Cho đến nay, chính phủ mới của ông Phạm Minh Chính đã ra đời được hơn 100 ngày. Bản thân ông Phạm Minh Chính đã ra tay xử lý việc lớn đầu tiên, đó là chống dịch. Tuy nhiên, kết quả thì thất bại ê chề. Người dân không những không được bảo vệ mà còn bị đẩy đến đường cùng, chết chóc tràn lan khắp nơi. Bị địch dịch tấn công đã đành, giờ đây người dân còn bị cái đói bủa vây. Thật là hàng trăm đường cơ cực. Cú đấm đầu tiên của ông Phạm Minh Chính trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ cũng không đấm vào dịch, mà ông ta đấm vào dân, làm người dân vừa phải chịu chết vì bệnh, vừa chịu chết vì đói. Và trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính thì ông Nguyễn Kim Sơn đã ra đòn đầu tiên như thế nào? Có thể nói rằng 100 ngày qua ông Nguyễn Kim Sơn khá yên lặng. Đến ngày khai trường thì bắt buộc ông ta phải lên tiếng. Và đây được xem là cú ra đòn đầu tiên của ông tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục trên cương vị mới. Cương vị là Bộ trưởng của đất nước với gần 100 triệu dân. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đã lên tiếng với học sinh và phụ huynh cả nước rằng mỗi trường học, cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch. Được biết hiện nay, dịch đang ở đỉnh một thời gian khá dài, nhưng ông Nguyễn Kim Sơn đã để một số địa phương cho học sinh khai giảng và học tập trung tại trường. Đây là mối nguy khôn lường cho các học sinh, đặc biệt về vấn đề lây nhiễm COVID-19 nguy hiểm. Cũng không thoát khỏi cái khung khoác lác đặc trưng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Chỉ nói hô hào, ông Nguyễn Kim Sơn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt toàn ngành giáo dục đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022. Không biết ông Sơn tính phòng chống dịch kiểu gì mà để một số địa phương học tập trung như vậy. Điều này đã đẩy học sinh đối diện với rủi ro nhiễm dịch bệnh rất lớn và nguy hiểm. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Nguyễn Kim Sơn, cựu Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, là một nỗi thất vọng lớn cho ngành giáo dục Việt Nam. Cũng như bao quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam khác, luôn cột chính trị vào trong giáo dục. Ông Sơn nói rằng, năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành giáo dục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 13 và các nghị quyết kết luận của Đảng, của Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng về giáo dục và đào tạo. Chính sách giáo dục nhằm tạo ra những con người, công cụ để phục vụ cho ý đồ của Đảng. Hãy học và học những gì Đảng đưa ra và lớn lên chỉ phục vụ cho lợi ích của Đảng. Nên dù học sinh có bị đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm, ông Nguyễn Kim Sơn cũng không màng đến những nguy hiểm ấy. Hành động được coi thường sự an nguy học sinh như thế này thì không khỏi làm những bậc phụ huynh có hiểu biết phải bất bình vì con em của họ đang bị đẩy vào vòng nguy hiểm. Và rõ ràng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ trao đổi mới lòng vòng như thế nào. Đã có nhiều đời Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông nào cũng hô hào đổi mới rồi cải tiến. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những cái mới còn tệ hại hơn những cái cũ,
làm cho ngành giáo dục vốn đã thối nát nay còn thối nát hơn. Theo như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, thì kế hoạch hành động của ngành giáo dục để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học mới đã bắt đầu trong bối cảnh cả nước đang phải gồng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19 với những diễn biến rất phức tạp, khó lường, người chết nhan nhản khắp nơi. Và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là cái cách dùng lối đổi mới. Nhưng đổi mới thế nào khi mà giáo dục bị nhốt trong cái khuôn khổ thể chế chính trị, độc tài, cộng sản? Gần như là không thể làm gì đột phá được mà chỉ làm cho ngành giáo dục trở nên thụt lùi hơn so với trước đó mà thôi. Đã bao lâu nay người ta ví học sinh như là những con chuột bạch bị Bộ Giáo dục đem ra thí nghiệm, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy nền khoa học kỹ thuật về giáo dục của Việt Nam quá kém nên ngày càng tụt hậu so với quốc tế. Ông Nguyễn Kim Sơn nói rằng vừa chủ động vừa linh hoạt thực hiện các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. Không biết ông Nguyễn Kim Sơn góp phần đẩy lùi dịch bệnh như thế nào mà ông lại để cho một số địa phương khai giảng và học tập trung góp phần lây nhiễm mạnh đến như thế. Đây không phải là cách chống dịch mà là nuôi dịch mới đúng. Giữa nói và làm của người cộng sản nó cách nhau rất xa vời và có thể nói không bao giờ có thể gặp nhau. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Phùng Xuân Nhạ, ông Phạm Vũ Luận cũng chẳng làm gì được. Một nền giáo dục tốt đẹp là nền giáo dục tách rời khỏi mục đích nhồi sọ. Mở miệng ra là Đảng với Bác Hồ. Đảng thì thiếu sáng suốt, còn Bác Hồ thì đã chết cách đây quá lâu. Và bây giờ là thời đại 4.0, nên những tư tưởng của ông Hồ Chí Minh đã trở nên lỗi thời. Phát biểu đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng, ông Nguyễn Kim Sơn đã nói rằng thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng có thể khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt. Và rồi dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua, học tốt, dạy tốt. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã phát động phong trào thi đua đặc biệt cho năm học 2021-2022 với chủ đề Toàn ngành giáo dục đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Và ông ta đã tung hô và đưa ra một loạt các khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng để cho ngành giáo dục áp dụng. Và thói thường thì các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là đao to búa lớn, nói nhiều, hô khẩu hiệu rầm rộ, nhưng làm thì chẳng ra gì. Nguyễn Kim Sơn đã cho thấy ông là một bộ trưởng tuyên giáo, thì đúng hơn là một ông bộ trưởng bộ giáo dục. Nguyễn Kim Sơn tự đấm vào mặt mình như thế nào? Ông Nguyễn Kim Sơn to tiếng nói rằng mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch. Một là mỗi trường học, mỗi cơ sở giáo dục là một pháo đài chống dịch. Và tập thể lãnh đạo nhà trường chủ động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt nhằm đáp ứng đối phó với dịch bệnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2021-2022. Đây là chiến dịch chật mục tiêu. Trường học không thể nào là pháo đài chống dịch cho được. Việc chống dịch là thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành y tế. Ông Nguyễn Kim Sơn không được đem học sinh ra làm chuột bạch một lần nữa vì lần này là vô cùng nguy hiểm và có thể dẫn đến mất mạng những em học sinh này và ngay cả lây nhiễm cho gia đình của họ. Đây là hình ảnh với tư duy ấu trĩ là tư duy chuyên chính vô sản. Ông Nguyễn Kim Sơn đã tự đấm vào mặt mình. Việc làm thay công việc của Bộ Y tế lần này, ông Nguyễn Kim Sơn đã đẩy học sinh vào vòng nguy hiểm và rất có thể lúc đó búa rìu dư luận lại sẽ tấn công tới tấp ông bộ trưởng. Đây chẳng khác nào cú đấm mà ông Nguyễn Kim Sơn tự đánh vào mặt mình. Chính những chính sách sai lầm tương tự mà ông bộ trưởng trước đây Phùng Xuân Nhạ đã làm giảm sút uy tín và phải rút lui khỏi chức vụ bộ trưởng, mặc dù được ông Nguyễn Phú Trọng đỡ đầu. Suốt nhiệm kỳ, ông Phùng Xuân Nhạ đã tự đấm vào mặt mình liên tiếp. Và có vẻ như lần này, ông Nguyễn Kim Sơn lại dẫm lên chiếc xe đổ của người tiền nhiệm trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 với bản tin Đường quyền đầu tiên của ông Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là cú tự đánh vào mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.